Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Cái video này xin giới thiệu đến các bạn cái động cơ kích từ nối tiếp có sử dụng chổi than nhưng không sử dụng nam châm. Cái ưu điểm của dòng động cơ không sử dụng nam châm là nó không bị mất moment xoắn. Nó không bị giảm cái moment xoắn trên cái đầu trục động cơ mà khi nhiệt độ nó tăng cao. Thì các bạn đã cũng biết rồi, thì cái dòng động cơ mà khi có nhiệt sinh ra thì nam châm nó sẽ bị giảm từ tính đi. Khi nó giảm từ tính ấy, thì nó sẽ bị yếu đi. Vì vậy thì cái dòng không có nam châm thì nó sẽ phát huy tác dụng tốt hơn những cái dòng có nam châm. Cũng chính vì cái điều đó mà nó giá thành thường là cao hơn. Bởi vì nó sử dụng hai bộ dây, một cuộn dây ở ngoài rotor và một cuộn dây trong stator. Đấy, là như vậy. Cũng chính vì điều đấy mà trên cái động cơ này thường nó sẽ có bốn cực ra. Cái động cơ này thì là 60V 1.500, có trọng lượng là 28,8 kg và ăn dòng mắc là 20A. Các bạn có thể làm những cái động cơ để chế xe ba gác tải trọng khoảng 1 tấn đến 1 tấn rưỡi. Thường thường là khoảng 1 tấn thì nó bền hơn. Còn về các kích thước thì như điện thoại đang quay đây. Còn về kích thước thì như đang quay video, kích thước dài tổng thể của nó là 38 cm, kích thước thân động cơ của nó là 25 cm, chiều cao tổng thể của nó là 18 cm và chiều ngang chân đế của nó là 15 cm. Các cái đầu trục ra này là trục phi 21 có cá để cho các bạn nắp khớp nối. Đây là bộ bánh răng giảm tốc. Những cái dòng này thì đầu ra thường thường nó khoảng 500 đến 600 vòng trên phút. Dòng này thì là dòng hàng chuẩn, dây đồng chuẩn cho nên là độ bền nó rất là cao. Sau đây mình sẽ cắm thử, test thử cho các bạn xem. Thì có gì liên hệ, các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại là 0983 818-955. Đấy, nó rất là êm, động cơ chạy chuẩn, rất là êm. Đây không rung. Cái dòng này nó làm chuẩn nên là cái độ rung nó gần như là rất là thấp. Mình có để cái điện thoại này lên trên cái động cơ cho các bạn xem cái độ rung của nó. Đấy, độ rung rất là nhỏ. Chi tiết liên hệ xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0983 818 955. Cách đấu đảo chiều thì các bạn sẽ được hướng dẫn khi mua hàng. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video của mình.